Danco Group, nhà phát triển bất động sản phong cách châu Âu, tự hào kiến tạo nên Danco City, khu đô thị đáng sống giữa lòng thành phố Thái Nguyên, sở hữu không gian sống xanh, nơi vượng khí đất lành cùng chuỗi tiện ích độc quyền, nơi hội tụ cộng đồng tinh hoa cùng những công trình nghệ thuật tầm cỡ, những kỷ lục xứng tầm, tâm điểm thịnh vượng mới của người Thái Nguyên. Danco City, đẳng cấp châu Âu, khởi đầu thịnh vượng. Một sản phẩm của Danco Group. Là 19 giờ. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ tư ngày 11 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị